Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Coin68. Đã từng có thời điểm, những thế nào tự tin rằng cho dù thị trường có biến động như thế nào, các trader có thể cháy tài khoản ra làm sao, nhưng miner thì vẫn có thể hoàn toàn sống tốt. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tháng vừa qua, biến động giá của thị trường tiền điện tử nói chung và đồng coin lớn nhất thế giới nói riêng đã làm cho những người bình tĩnh nhất cũng cần phải suy nghĩ lại. Liệu có phải thợ đào đã bắt đầu nản chí với mức giá hiện tại hay không? Nếu không còn người vận hành thì những hệ thống Proof of Work sẽ sống sót ra làm sao? Và điều này sẽ tác động thế nào đến bức tranh chung của thị trường? Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi đó trong video lần này. Vậy đào coin là gì? Đào Bitcoin là một thuật ngữ dùng để mô tả việc xử lý và xác nhận thanh toán trên hệ thống mạng lưới Bitcoin. Điều đó giúp cho thông tin về các giao dịch được xác thực và lưu trữ trên hệ thống blockchain. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia đào Bitcoin bằng cách vận hành một ứng dụng trên máy tính. Ngoài việc hoạt động trên máy tính truyền thống, một số công ty đã thiết kế ra phần cứng dành riêng cho việc khai thác Bitcoin, giúp cho việc xử lý các giao dịch và tạo khối mới nhanh hơn, hiệu quả hơn các máy tính thông thường. Để có thể xác nhận giao dịch và gắn kết vào chuỗi blockchain, các thiết bị này cần phải giải quyết những bài toán mật mã đặc biệt. Những ngày qua, cộng đồng tiền điện tử trên Reddit đã truyền tay nhau một tấm hình về chi phí khai thác một Bitcoin dựa trên mức giá điện trung bình ở mỗi quốc gia. Mặc dù tấm ảnh này được tạo ra hồi tháng 6, nhưng xét trong bối cảnh hiện tại, hash rate của mạng lưới Bitcoin vào tháng 12 cũng không chênh lệch quá nhiều so với hồi giữa năm, nên việc lấy đó làm cơ sở tham chiếu cũng vẫn có thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ giả định rằng giá điện và hiệu suất máy đào vẫn như cũ. Và thực sự thì mọi thứ trông có vẻ không được ổn lắm ở các nước phát triển, khi chi phí để đào một Bitcoin ở đó là quá cao so với giá hiện tại của một Bitcoin, khoảng hơn 3.100 USD ở thời điểm chúng tôi làm video này. Ví dụ như đào một Bitcoin tốn đến 13.483 USD tiền điện ở Mỹ. Tại Đan Mạch và Đức, thậm chí con số đó còn cao hơn, đến 14.275 USD. Chi phí có giảm đôi chút ở những nước có cơ sở hạ tầng về năng lượng phát triển như Vương quốc Anh, nhưng vẫn phải tốn đến 8.400 USD và ở Mỹ là 4.578 USD. Điều đó đồng nghĩa với việc những miner ở các khu vực này có thể tắt máy đi được rồi. Nhưng ngay cả ở những nước kém phát triển hơn thì việc đào Bitcoin vẫn chẳng thể có lời. Ở Indonesia, chi phí là khoảng 4.329 USD cho một Bitcoin. Peru thì thấp hơn một tí, là hơn 4.100. Và theo như tính toán thì Việt Nam chúng ta tốn đến 4.717 USD để khai thác được một Bitcoin. Những miner ở Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Iran hoặc Serbia thì may mắn hơn. Họ vẫn có thể lời từ 1 đến 200 đô la Mỹ trên mỗi bit đào được, tùy thuộc vào biến động của thị trường. Nhưng đoán xem đâu là nơi mà các thợ đào vẫn có thể an toàn bất chấp biến động của thị trường. Có thể bạn đoán đúng rồi đấy, đó chính là Venezuela, với mức giá để khai thác một Bitcoin chỉ là 531 đô la Mỹ. Những biến động của thị trường từng vùi dập trader thì giờ cũng đã chạm đến các miner. Thời gian gần đây, chúng ta đã liên tiếp đọc được về những tin tức về thợ đào bỏ trâu hay tắt máy, đặc biệt là ở Trung Quốc. Hãy nhìn vào biểu đồ phân phối hash rate trên toàn thế giới. Chúng ta có BTC.com và Enfo, thứ hiện đang thuộc sở hữu của Jihan Wu, đang kiểm soát khoảng 31,8% tổng số hash rate trên toàn thế giới. Chưa kể đến F2Po, cũng là một bể đào của Trung Quốc đang kiểm soát 6,2% hash rate. Có nghĩa là Trung Quốc kiểm soát gần 40% hash rate Bitcoin trên toàn thế giới và có thể chênh lệch khoảng 5%, bởi vì bất cứ ai trên toàn cầu cũng có thể tham gia các bể đào này, và chúng ta còn chưa tính đến cả các bể đào nhỏ và trung bình ở đất nước tỷ dân. Thậm chí, trong thời điểm hiện tại, còn có nhiều tin đồn rằng các thợ đào Trung Quốc đang bán những dàn máy đào theo ký lô, tức là bán sắt vụn luôn chứ không phải để sử dụng lại hay là tái chế gì cả. Thậm chí, từ khóa bán máy đào theo cân còn từng được lên xuống hàng đầu trên công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc. Nhóm khai thác FQPool đã trả lời điều này và xác nhận rằng đó là sự thật, rằng họ bán nó với giá khoảng 141 tệ trên mỗi kg, tức là khoảng 500.000 tiền Việt Nam một ký. Ví dụ như một máy đào Antminer S9 là khoảng 5,5 kg. Vậy nếu bán sắt vụn theo giá ở trên, một máy đào S9 sẽ bán được khoảng 770 nhân dân tệ, tức là khoảng 110 đô la mỗi máy, trong khi chỉ một năm trước đó nó có giá cao hơn đến gần gấp 30 lần. Vài tuần trước, chúng ta còn có cả một video về thợ đào đổ đống máy ra sân và có vẻ như chuẩn bị vứt đi hết.
nhưng sau đó lại có những người cáo buộc rằng đó chỉ là video quay lại cảnh tượng sau cơn lũ ở tỉnh Tứ Xuyên vào năm nay, nhưng chẳng ai biết được sự thật thế nào cả. Tuy nhiên, theo chủ sở hữu của bề đào F2 hiện tại, Sinh Sinh trong một buổi phỏng vấn đã nói rằng thị trường khai thác Bitcoin ở Trung Quốc đang phải chịu áp lực nặng nề. Vấn đề quan trọng nhất là các nhà máy thủy điện ở phía tây nam Trung Quốc đang trải qua một mùa khô. Thứ hai là các thợ đào cần phải nâng cấp thiết bị khai thác đã cũ kỹ. Và thứ ba là rõ ràng nhất là sự sụt giảm gần đây của thị trường tiền điện tử. Được rồi, những bể đào nhỏ ở Trung Quốc thì đang gặp vấn đề, nhưng vậy còn những ông lớn tay to thì sao? Như những bể đào của Jihanwu chẳng hạn. Vâng, mọi thứ cũng không khá khẩm hơn lắm. Gã khổng lồ trong giới đào coin Bitmain gần đây cũng đang lao đao vì những khó khăn tài chính, cũng như vướng phải những kiện tụng pháp lý. Đồng thời, việc dồn sức chơi tơi bến trong đợt hard fork Bitcoin Cash mới đây cũng làm họ thiệt hại rất nhiều. Được rồi, bức tranh có vẻ hiện tại đang thực sự ảm đạm. Vậy thì sao? Dân đào coin sẽ vứt hết máy đào đi à? Không, đó chính là điều làm nên sự vĩ đại của Satoshi Nakamoto. Với một tầm nhìn về lý thuyết trò chơi trong nguyên lý Bitcoin, dĩ nhiên là mặc dù có những tin đồn như vậy, mọi người biết suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ bán sắt vụn máy đào của mình cả. Số châu đào ở Trung Quốc rất có thể sẽ được chuyển đến một nơi nào đó có giá điện rẻ hơn như quốc gia đã nói ở trên. Thêm vào đó, nếu càng có nhiều miner từ bỏ mạng lưới, thuật toán của Bitcoin sẽ tự động hạ độ khó xuống và dẫn đến chi phí đào cũng sẽ giảm theo. Những miner còn lại sẽ được hưởng lợi vì điều này có nghĩa là họ sẽ đào được nhiều hơn với những gì mình đang có. Trung Quốc đã thống trị thị trường khai thác tiền tử quá lâu rồi, nhưng đây là thời cơ cho các khu vực khác có thể được chia phần trong miếng bánh này. Bitcoin không hề nên được nắm giữ bởi một khu vực hay một nhóm nào cả. Hiện tại thì Bitmain đang là ông trùm trong lĩnh vực đào coin, đơn giản là bởi vì họ có nhiều nguồn lực hơn và họ cũng có thể tự phát triển những máy đào cho riêng mình. Ví dụ thế này nhé, loại máy đào đang được khá nhiều người dùng bây giờ là Antminer S9, nhưng Bitmain đã tự phát triển được S11 và S15 rồi, và dĩ nhiên họ hoàn toàn có thể sử dụng những mẫu máy đài để khai thác coin trước mọi người. Và sau khi đào chán chê thì họ sẽ bán lại các mẫu này cho người dùng bình thường và phát triển các loại máy khác mạnh hơn. Họ sẽ ăn được cả hai đầu trong cuộc chơi này. Nhưng điều đó sẽ không còn kéo dài lâu nữa đâu, vì các đối thủ khác cũng đang dần dần tham gia vào cuộc chơi này rồi. Chúng ta có Hà Long, Bitfury hay thậm chí là Samsung cũng đang năm nay nhảy vào. Bitmain đã thống trị thị trường đào coin trong một thời gian quá dài, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Một năm nữa thôi, bức tranh thị trường tiền điện tử mà chúng ta đang thấy sẽ khác biệt rất nhiều.